Để tiếp tục, Nam Anh kính mời quý vị theo dõi tin tài liệu với Minh Thúy. Minh Thúy xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong một báo cáo được công bố vào hôm thứ Tư, 23 tháng Giêng 2019 của tờ Washington Post, dẫn lời của nhiều chuyên gia cho rằng các hình ảnh vệ tinh có từ tháng 11 năm 2018 cho thấy là Saudi Arabia dường như đã xây cất xong một nhà máy sản xuất hỏa tiễn đạn đạo đầu tiên trong bối cảnh thúc đẩy khu vực về khả năng vũ khí mới. Tại một căn cứ hỏa tiễn gần thị trấn của trung tâm Al-Qaeda, khu vực này nằm ngay ở bên cạnh một căn cứ hỏa tiễn của Vương quốc Trung Đông, cách 200 km về phía tây nam của Riyadh, nơi chứa các hỏa tiễn mua từ nước ngoài trong kho vũ khí của saudi arabia đã làm nổi lên nghi vấn về tham vọng tăng cường năng lực quân sự và hạt nhân của riyadh căn cứ này dường như đủ lớn để sản xuất và nạp nhiên liệu cho hỏa tiễn đạn đạo ngoài ra một bể thử nghiệm động cơ hỏa tiễn cũng xuất hiện tại một phần của căn cứ hành động này có thể dấy lên một cuộc chạy đua vũ trang mới tại trung đông những phát hiện được xác nhận thêm bởi michael elman Thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế có trụ sở tại London, Joseph Berniudas thuộc Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế có trụ sở tại Washington. Theo đó, khu vực này có thể được xây cất từ năm 2013 khi Vương quốc Salman còn là Bộ trưởng Quốc phòng. Điều này thể hiện ý định của Riyadh trong việc tự chế tạo hỏa tiễn sau nhiều năm phải mua của nước ngoài. Ông Jeffrey Lewis, một chuyên gia vũ khí hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Quốc tế Middleburg và một số chuyên gia khác khi phân tích các hình ảnh độ phân giải cao cũng cho rằng hình ảnh vệ tinh nêu ra khả năng Saudi Arabia sẽ chế tạo hỏa tiễn tầm xa và tìm kiếm vũ khí hạt nhân. Và nói thêm rằng là Mỹ có thể đánh giá thấp mong muốn của Riyadh và khả năng của họ để sản xuất hỏa tiễn tự chế. Khu vực ở Aqueda rất giống với cơ sở sản xuất và thử nghiệm động cơ hỏa tiễn, có thể sử dụng loại nhiên liệu rắn. Theo bài viết từ trang web vào tháng 7 năm 2013 của IHS Janet Defense Weekly về căn cứ hỏa tiễn đạn đạo của Saudi ở Aqueda, lần đầu tiên đã tiết lộ hình ảnh vệ tinh. Dường như cho thấy rằng các vị trí hỏa tiễn đất đối không đang được xây cất để phù hợp với việc khai triển hỏa tiễn đạn đạo tầm trung Dongfeng DF-3A của Trung Cộng, được mua vào những năm 1980 trong cuộc chiến tàn khốc trong khu vực Iraq và Iran. Chỉ hai năm sau, khi cuộc xung đột kết thúc vào năm 1988, Iraq đã xâm chiếm Kuwait, gây ra một cuộc phản ứng lớn cho quân đội Hoa Kỳ. Khi một vụ tấn công bất ngờ vào Saudi Arabia, một quốc gia nhiều dầu lửa, mà lực lượng Iraq đã bắn hỏa tiễn vào Vương quốc đó là một điều đáng lo sợ. Hoa Kỳ sau đó đã lật đổ chính phủ Iraq vào năm 2003 với những lý do rằng họ đã sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một tác động thúc đẩy cuộc nổi dậy mạnh mẽ của người Hồi giáo Sunni và cũng như là quân đội Hoa Kỳ thừa nhận trong một báo cáo gần đây đã trao quyền lại cho Iran. Người Hồi giáo Shiite của Iran và người Hồi giáo Sunni của Saudi Arabia trong nhiều thập niên đã tranh giành ảnh hưởng ở Trung Đông và trước đây đã tìm cách xây cất kho vũ khí hỏa tiễn lớn nhất trong khu vực. Trong khi căng thẳng giữa hai bên diễn ra qua các cuộc chiến khác nhau, Saudi Arabia đã công khai lần đầu tiên kho vũ khí DF-3A của mình trong một cuộc diễn hành quân đội vào tháng 4 năm 2014. Cùng năm đó, thì Week báo cáo rằng CIA đã giúp tạo điều kiện cho một thỏa thuận bí mật cho phép Saudi Arabia mua hỏa tiễn DF-21 cải tiến của Trung Cộng vào năm 2007. Trang cũng đã đưa tin rộng rãi về các cuộc đàm phán đã bị hủy bỏ giữa Saudi Arabia và Ukraine về việc mua Kram-2, một hệ thống hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn, chiến thuật mới được phát triển bởi cục thiết kế US News đầu năm 2015, một nhóm Hồi giáo Yehdi được gọi là Ansa ala hay là người Haudi, chiếm được thủ đô Sana của Yemen, châm ngòi cho một trận chiến do Saudi dẫn đầu nhằm hỗ trợ chính phủ Yemen chiếm lại đất nước ra khỏi phiến quân mà họ nghi ngờ là đã tiếp nhận sự ủng hộ của Iran. Người Haudi đã bắn hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn vào Saudi Arabia trong nhiều trường hợp, có khả năng thúc đẩy mong muốn của Riyadh về lực lượng hỏa tiễn được chế tạo trong nước khi cuộc chiến ở đó tiếp tục đình trệ. Ngoài kho vũ khí chứa hỏa tiễn phóng trên không do Mỹ sản xuất và bom các loại, Riyadh còn được biết là sở hữu một kho hỏa tiễn trung cộng, Saniad, bao gồm hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tầm trung DF-3A mà Saudi Arabia đã công bố trong cuộc diễn hành năm 2014. Giới phân tích cho rằng Riyadh có thể đang theo đuổi tham vọng chế tạo hỏa tiễn tầm xa và vũ khí hạt nhân. Một khi đi vào hoạt động thì nhà máy tại căn cứ hỏa tiễn Aqueda sẽ giúp cho nước này tự sản xuất hỏa tiễn đạn đạo và dẫn đến chạy đua vũ trang trong khu vực với Iran. Năm 2018 thì Thái tử Saudi Mohammed bin Salman và cựu Bộ trưởng Ngoại giao Adel al đều cảnh cáo rằng Vương quốc sẽ tìm kiếm vũ khí hạt nhân nếu Iran làm. Tehran từ lâu đã lập luận rằng chương trình hạt nhân của mình không bao giờ có ý định vũ khí hóa và đã tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận năm 2015 hạn chế sản xuất. Nhưng thỏa thuận này đã bị đe dọa vào năm 2018 bởi quyết định của chính quyền Trump từ bỏ hiệp định và khôi phục lệnh trừng phạt. Iran cho đến nay vẫn tuân thủ thỏa thuận này khi các bên Trung Cộng, Pháp, Đức, Nga và Anh quốc đã ký kết và cố gắng cứu vãn sự hòa giải sau khi Mỹ rút quân. Nhưng các viên chức Iran cảnh cáo là họ có thể khởi động lại sự sản xuất hạt nhân bất cứ lúc nào. Đối với Saudi Arabia, Hoàng tử Mohammed đã khởi động dự án hạt nhân đầu tiên của đất nước vào tháng 11. Trong khi ông Fabian Hing, cộng sự của ông Luis nói với Newick rằng rất khó có thể xác định được Ả Rập Saudi đang cố gắng sở hữu vũ khí hạt nhân hay không. Thông thường, nếu muốn sở hữu vũ khí hạt nhân, quốc gia đó còn phải sở hữu phương tiện phóng, ông Hình đặt vấn đề. Ông Hình chỉ ra rằng cuộc đua hỏa tiễn trong khu vực không chỉ giới hạn ở Iran và Saudi Arabia, mà còn bao gồm một cuộc chiến tranh khả năng tự chế giữa các quốc gia như Israel, Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quốc gia khác đang tìm kiếm sự hỗ trợ của nước ngoài. Thông tin rò rỉ từ Bộ Ngoại giao cho thấy các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất đã mua kỹ nghệ hỏa tiễn từ Triều Tiên vào năm 2015 và Queda theo bước chân của đối thủ Saudi bằng cách phô trương hỏa tiễn do Trung Cộng sản xuất vào năm 2017. Algeria báo cáo là đã có được các hệ thống hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn Iskander từ Nga và Syria được cho là xây cất các nhà máy hỏa tiễn với sự giúp đỡ từ Iran và cũng cáo buộc là đã tham gia vào các cuộc biến động Hezbollah và Yaman Haudi của Libya. Israel đã gia tăng các cuộc không kích chống lại mục tiêu của Iran ở Syria. Được biết, vào năm 2018, Thái tử Mohammed bin Salman từng tuyên bố là Saudi Arabia sẽ không ngần ngại phát triển vũ khí hạt nhân nếu Iran có hành động tương tự. Saudi Arabia không hề muốn sở hữu bất kỳ quả bom hạt nhân nào. Thế nhưng nếu Iran phát triển bom hạt nhân, chắc chắn chúng tôi sẽ theo đuổi việc này nhanh nhất có thể. Thái tử Benjamin cho hay, hiện các viên chức ở Riyadh và Đại sứ quán Saudi ở Washington chưa phản hồi về những hình ảnh vệ tinh trên. Nếu Ả Rập Saudi thật sự sở hữu chương trình hóa tiễn đạn đạo, điều này có thể khiến quan hệ với Mỹ ngày càng tồi tệ hơn. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Minh Thúy xin kính chào. Mong gặp lại quý vị trong những chương trình phát hình lần tới. Kính thưa quý vị, bản tin Hoa Thịnh Đốn. Tối nay đến đây là chấm dứt. Nam Anh xin cảm ơn quý vị luôn theo dõi và đón xem. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến với ban biên tập SBTN DC. Xin email về Washington sbtn.tv. Nam Anh kính chúc quý vị có một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Cảm tạ, gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ và tri ân quý sư bà, quý sư cô và các chùa, quan âm phổ chiếu, viên ân, từ ân, hải quan và ban hộ niệm. Quý thông gia, các bạn học ở Nova, UMBC, GWU và MC hội quần vợt người Việt Maryland cùng với tất cả quý thân bằng quyến thuộc và bằng hữu xa gần đã giúp tụng niệm, cầu siêu, gọi điện thoại, gửi điện thư, đăng báo phân ưu, gửi hoa chia buồn, an ủi, tham dự lễ hỏa táng cho chồng, cha, ông nội, ông ngoại của chúng tôi là ông Dư Thế Việt, pháp danh Nguyên Hiển. Sinh ngày 1 tháng 9 năm 1929, mãn phần vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 tại Maryland, hưởng thọ 89 tuổi. Sự quan tâm và thương yêu của quý vị là niềm an ủi quý báu cho gia đình chúng tôi trước sự mất mát lớn lao này. Trong lúc tan gia bối rối, có điều chi sơ xuất, kính xin toàn thể quý vị niệm tình tha thứ. Tan gia đồng bái tạ.